Quý vị thân mến, ngay bây giờ đây sẽ là lúc mà chúng ta sẽ biết được gương mặt nào sẽ đi tiếp qua phần bình chọn của quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Và chúng tôi xin mời quý vị sẽ dành những số điểm bình chọn cho tiếng hát của Thái Sơn và Mandy Thành Trúc. Thời gian bắt đầu. Và bây giờ, thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với phần công bố số điểm. Đây là tổng điểm bình chọn từ 3 vị giám khảo khách mời ngày hôm nay cùng với lại quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Đầu tiên sẽ là phần trăm tổng điểm bình chọn dành cho Thái Sơn. Vâng, xin chúc mừng bạn Thái Sơn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần trăm số điểm bình chọn dành cho Mandy Thanh Trúc. Bình chọn, xin chúc mừng Mandy Thanh Trúc, bạn đã giành được chiếc vé bước tiếp vào vòng tiếp theo. Xin cảm ơn Thái Sơn rất nhiều. Thái Sơn đáng lại nha, cảm ơn, chúc mừng Mandy Thanh Trúc. Thưa quý vị, Thái Sơn chia tay ở vòng này nhưng không có nghĩa là bạn sẽ không có cơ hội bước tiếp vào vòng tiếp theo. Bây giờ sẽ là lúc mà Thái Sơn sẽ kêu gọi khán giả theo dõi thật nhiều video clip của bạn trên kênh YouTube của chương trình nhé. Mời bạn. Rất mong quý vị khán giả xem qua truyền hình sẽ cùng xem lại phần trình diễn của Sơn qua kênh YouTube của chương trình để Sơn có thể quay trở lại với chương trình Sắc Màu Thời Gian. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn Sơn rất nhiều. Xin cảm ơn bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai ca sĩ. Xin mời Thạch Thảo và Huyền Kennedy. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị khán giả sẽ bình chọn bắt đầu. Vâng, đã hết thời gian của quý vị khán giả. Xin cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố số điểm. Ai sẽ bước tiếp vào vòng tiếp theo? Đầu tiên sẽ là phần trăm tổng điểm bình chọn dành cho tiếng hát của Thạch Thảo. 88%, xin chúc mừng ca sĩ Thạch Thảo. Bây giờ sẽ là phần trăm tổng điểm bình chọn dành cho ca sĩ Huyền Kennedy. 89% bình chọn, xin chúc mừng Huyền Kennedy. Như vậy vượt 1%, Huyền Kennedy là người đã bước tiếp vào vòng tiếp theo. Chúc mừng bạn. Cảm ơn Thạch Thảo. Hơi tiếc tí xíu, bởi vì trên nhau chỉ có 1%, mà cả hai cô đều hát hay, mà cô nào cũng đẹp hết, xứng đáng là hai hoa hậu nha. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái cơ hội nữa để quay trở lại. Mời em sẽ kêu gọi khán giả bình chọn. Nếu mọi người thích tiết mục vừa rồi mà Thảo đã trình diễn thì mọi người có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube để có thể Thảo có được cơ hội để bước tiếp vào vòng trong. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Xin cảm ơn Thạch Thảo rất nhiều. Vâng, cảm ơn em. Thưa quý vị, tiếp theo đây chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với vòng tiếp theo. Hai ca sĩ sẽ cùng thể hiện những sáng tác của hai nhạc sĩ khách mời. Và mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Năm Ấy, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy với phần thể hiện của nữ ca sĩ Mandy Thanh Trúc. Chẳng thể nào cố níu lấy khi người đã buông.
chỉ là nỗi đắng cay. Anh là người em đã từng yêu nhất, nhưng giờ đây đành mất. Rồi ai sẽ nhớ ai khi mình chẳng còn bên nhau? Liệu trái tim ai sẽ càng thêm đau? Bao nhiêu kỷ niệm cứ thế qua màu, hay chỉ càng thêm sâu? Thời gian liệu có phai nhòa chuyện tình đôi ta? Vì sao em không thể lãng quên yêu thương hôm qua? Dù đã mãi muốn chung cách xa. Xin chúc mừng Mandy Thanh Trúc với ca khúc năm ấy. Thôi bây giờ thì có lẽ sẽ bắt đầu với lại nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy, người đã sáng tác ra ca khúc năm ấy. Tại sao không phải là năm xưa, không phải là năm nay mà lại là năm ấy? Để nói về tựa bài hát thì đây lại là một cái câu chuyện khác nữa, cũng có liên quan đến vấn đề về tên của bài hát. Vâng. Thực ra cái ca khúc này lúc đầu tên của nó là Thời Gian Có Phai Nhòa. Và ca khúc này được sáng tác vào năm 2015. Nhưng mà Duy chờ cho đến 2017, mãi cho đến khi gặp được cái người thể hiện ca khúc này mà Duy cảm thấy là Duy ưng ý nhất, đó là ca sĩ Đức Phúc, thì mới gả ca khúc này cho Đức Phúc. Và có lẽ là cái tựa bài hát lúc đó nó mang lại cho Phúc một cái cảm giác là nó hơi đứng tuổi quá và nó hơi dài quá. Và có thể cái lối sống mà cũng như cái nhịp sống mà các bạn trẻ lúc đó nó vội vã hơn, nó nhanh hơn, thì Phúc đề nghị là xin đổi thành năm ấy thì có sao không chú? Dạ. Tức là giống như là một cái nhát dao nó cứa thẳng vào tim. Cứa thẳng vào tim. Chú ơi, cháu thấy là bài này mình nên để tựa năm ấy thì nghe nó có vẻ là nó trẻ trung hơn. Thật ra thì cái tên năm ấy nó cũng dễ nhớ hơn là cái gì thời gian. Thì đôi khi đó là những cái duyên của ca khúc. Duy đã phải chờ ca khúc này đến 2 năm để tìm được cái người hát phù hợp nhất với nó. Và lại một lần nữa cảm giác như nó mới mẻ hoàn toàn với cái tên năm ấy. Và thực ra năm ấy thì không phải là một bài hát quá hit của Duy. Đặc biệt đến bây giờ hình như rất ít bạn nữ hát mà toàn là những bạn nam hát. Nên đây là cái version nữ hiếm hoi mà Duy được nghe và cảm thấy rất là hài lòng với phần trình diễn của Mandy. Vâng,
Không biết là đối với chàng trai của năm nay, Hồ Trung Dũng, anh có chia sẻ điều gì? Với lần này thì có đôi khi mình hơi bị chảy. Anh nghĩ mình, cái đó là đặc trưng của em nên giữ. Nhưng mà thí dụ em có thể tiết chế lại chút xíu. Có những cái chỗ em cố tình em để vào thì nó sẽ là điểm nhấn của em nhiều hơn. Còn đến cái phần sau thì rõ ràng là em có thể bung ra và em hát được hết cái khả năng của mình. Và bài này theo anh nhận thấy là bài khó hát, bởi vì là cái quãng nó rộng lắm. Yes. Em hầu viết... như bài nào của em viết thì cũng bị một cái là bản thân em là một cái người nó có vẻ hơi nghịch lý trong cái vấn đề sáng tác. Là cái việc đầu tiên là em viết cái bài hát là em phải hát cho nó đã cái nư của em mới đã. Sau khi em hát cái bài hát nó đã nư rồi, em bắt đầu sẽ đi kiếm một cái ca sĩ có một cái quãng giọng và cái giọng hát nó cũng đã cái nư em nữa. Hèn chi. Là cái ca khúc của em hát là nó phải thỏa mãn em trước, nó bị đó. Anh nghĩ là về cái quãng là chắc chắn là Duy thỏa mãn rồi đó. Rồi dạ, là em đáp dạ. ứng được cái quãng từ dưới này lên trên. Và cái bản phối hình như là còn quất cho thêm nốt cao ở lần cuối nữa. Thêm cao thêm lần nữa, cho nên là bản phối làm khó em thêm lần nữa. Nhưng mà cuối cùng là em đã hoàn thành được rất là tốt. Cảm ơn em. Cảm ơn anh Hồ Trung Dũng đã nhận xét rất tinh tế, quan sát tỉ mẩn em ấy đã thay đổi như thế nào, thậm chí trong cái cách thể hiện nữa. Phần trình diễn vừa rồi của em á, thì anh thích hơn cái bài đầu tiên. Đặc biệt là những cái chỗ xử lý cuối câu anh rất là thích. Nghe anh có quay qua nói với Duy mà nói cái cô bé này giọng tốt quá. Chúc mừng em nhiều. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn em một lần nữa. Xin chúc mừng em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần bình chọn. Xin. Cảm ơn Mandy rất nhiều. Chúng ta chờ đợi kết quả sau ít phút nữa. Khi viết về đề tài tình yêu, người nhạc sĩ đôi khi sẽ ví von tình yêu long lanh như hạt sương, nồng nàn như hương hoa sữa, hoặc đôi khi lạnh lẽo như một dòng sông băng. Không biết là câu chuyện về dòng sông băng và tình yêu thì có gắn gì với câu chuyện mà cô gái sẽ kể cho chúng tôi nghe về ký ức thanh xuân và cuộc tình chưa trọn vẹn của mình hay không? Mời quý vị cùng bước vào không gian ấy cùng với tiếng hát nồng nàn của Huyền Kedi. Trời vào đông mênh mang những nỗi nhớ.
ơn Huyền Caddy. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần thể hiện của Huyền Caddy trong tạo hình khá là ấn tượng. Bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị khách mời. Không biết là có ai nhã hứng chia sẻ câu chuyện về nữ hoàng băng giá này không ạ? Chắc anh Dũng quá, lại cười nữa ạ. Chúc mừng em, tất cả những gì mà anh thích ở em, anh ấn tượng ở em trong cái bài hát đầu tiên thì nó vẫn có ở đó. Thậm chí là anh cảm giác là em còn đã vượt qua được cái sự căng thẳng của mình ở lần đầu. Và lần này anh thấy em thoải mái hơn nữa. Cái tạo hình của em lần này, anh cảm giác là nó làm cho anh thích tiết mục này hơn nhiều so với lần trước nữa. Với cái màu sắc này, với cái mái tóc đó, anh nghĩ rằng là sự lựa chọn trang phục này rất là đúng đắn cho cái vòng 2 này. Cảm ơn em. Anh Nguyễn Hoàng Duy, anh có ý kiến gì không ạ? Thấy anh có vẻ chớp chớp mắt. Dạ, điều đầu tiên là xin chúc mừng Huyền đã hoàn thành rất là tốt cái tiết mục vừa rồi của em. Bài hát là dòng sông băng và hóa thân của bạn, rõ ràng rất là liên quan gì đến Frozen. Nhưng mà em lại cảm giác nó có rất là nhiều lửa ở đây nha. Sao kỳ vậy ta? Giọng ca rất là được lửa. Huyền hát ca khúc này anh cảm giác như em làm tốt hơn cả bài lúc đầu. Và nó cảm giác nó đúng với lại cái sở trường của em hơn. Em phô diễn được nhiều hơn ở những cái quảng cao của em, cái nội lực của em. Thì anh thực sự rất là thích cái tiết mục này. Nó rất là hào hứng. Nó mang cho anh một cái không khí rất là tuyệt vời ngay buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn anh ạ. Bây giờ thì tôi rất là muốn nghe người đã sáng tác ra ca khúc này, nhạc sĩ Hoài An. Thưa anh, cái bài này có phải nằm trong cái giai đoạn từ năm 2000 trở đi của anh, lúc mà ra đời cùng với Tình Khúc Vàng của anh sáng tác trước đó không ạ? Bài này An viết là khoảng 2001, cũng có dấu mốc để nhớ. Nhưng mà mốc gì thì cho phép An được giấu giếm. Cái bài hát này thì nó là một câu chuyện An được nghe kể lại. Tức là An ngồi nghe một người bạn kể lại câu chuyện và mình viết cái bài hát này. Thì nguyên mẫu của cái câu chuyện này và cái hình ảnh dòng sông băng, nó có hai dòng sông băng. Một dòng sông băng thì ở Na Uy và một dòng sông băng là ở trong lòng. Thì cái ý nghĩa rằng là đôi khi là cuộc đời hay là có những cái điều gì đó mình không được phép lựa chọn. Tạm gọi là cái dòng sông băng ở bên ngoài cuộc đời với mình, nhưng mà nó không bằng cái dòng sông băng ở trong nội tâm. Tức là nếu một con người mà cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo mà trong tâm hồn, thì cái đó nó mới thực sự là một cái nhát gọi là trí mạng. Cái từ ngữ thì có vẻ An dùng mà vừa rồi hơi quá, nhưng mà đó là cái câu chuyện của bài hát này. Thật sự là An xin phép cảm ơn ban nhạc, anh Hoài Sa. Hai cái bản phối ngày hôm nay An cũng rất là cảm ơn ban nhạc, nghe thiệt là đã hơn. Tức là đã cái đường. Đúng rồi. Và cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn em, sẽ gặp lại em sau ít phút nữa. Bởi vì ngay bây giờ chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện gần gũi hơn. Vậy quý vị nghe cái bài ứng phối này, nó có cái giọng bè của nhóm bè rất là đặc biệt. Nó cũng thăng hoa, nó là một phần trong cái ca khúc này. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ đại diện của nhóm bè Cadillac nhé. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã nghe phần thể hiện của ca sĩ trong chương trình The Cover Show. Nhưng mà có một điều đặc biệt mà chúng tôi muốn quý vị sẽ cùng trò chuyện ngày hôm nay, đó là sự xuất hiện của một đại diện của nhóm bè Cadillac. Thật ra thì đây là một cái công việc mà chúng tôi nghĩ là không giờ thiếu trong bất kỳ một cái live show, trong một cái buổi hòa nhạc nào cả. Bởi vì họ chính là người đứng sau cái sự thành công không nhỏ đó của ca sĩ trong cái phần giúp cho giọng của họ trở nên dày hơn, hay hơn. Thế thì đại diện của nhóm bè Cadillac, thật ra trước giờ anh Toàn Bảo hỏi em là Cadillac thôi chứ anh không biết tên thật của em. Em có thể chia sẻ cho mọi người biết được không? Xin chào quý vị khán giả và chào anh Khang và quý vị khách mời. Em tên là Thu Hằng. Thu Hằng. Dạ. Ừ. Có thể nói là em là thành viên vào thứ hai sau một người chị nữa, đó là Tú Uyên. Em và Uyên thì có thâm niên trong cái lĩnh vực bè này khoảng 20 năm rồi. Wow. Dạ. Có nghĩa là thanh xuân của em từ ngày trẻ là em đã đi hát bè rồi. Dạ, vâng. Em ham bè sớm nên là mới 16 tuổi là em đi bè rồi. Ham bè sớm đúng không? Hôm nay thì thật sự là rất là cảm ơn em. Tại vì thông thường thì người ta ít khi nào người ta ngồi nói chuyện với lại những cái nhân vật mà chúng tôi gọi là đằng sau hậu trường. Dạ, thế thì khi mà bè cho một ca sĩ á, thì làm sao mà chúng ta có thể phân biệt được rằng là nhóm bè đó có sự khác biệt và giúp cho ca sĩ đó thành công hơn? Tại vì hát bè không dễ đâu, đúng không ạ? Thì ở đây thì thật sự anh Khang có một cái sự hiểu lầm. Thật ra bè là một công cụ, nhạc cụ để góp phần trong một bài bản hòa âm phối khí, chứ không phải là bè là để hát nâng giọng ca sĩ hay gì cả. Bởi vậy nên nói bè cũng hay phụ thuộc vào những cái hòa âm phối khí của nhạc sĩ lắm. Trừ khi nào là cái đoạn đó nó gây khó khăn cho giọng hát của ca sĩ, thì lúc đó mình sẽ có cách để nâng cái phần của ca sĩ lên thôi. Chứ thật sự thì bè là một công cụ, một nhạc cụ giúp cho cái bản hòa âm phối khí. Vâng,
Cảm ơn em. Thế thì với cái bài Dòng Sông Băng vừa rồi thì có điều gì đặc biệt trong cái phần bè của ca khúc này? À, nói về cái ca khúc này thì thật sự đây cũng là một cái lương duyên. Bài hát này đầu tiên là cũng nhóm bè Cadillac đã từng thu âm cho ca sĩ Đăng Trường. Em nghĩ cách đây hình như là cũng 10 năm rồi. Anh Trường ra rất nhiều album ở thời điểm đó, nên là khi mà có cái bài hát này thì anh Hoàng Tuấn anh thường hay là sắp xếp anh Trường tham gia với nhạc sĩ nào sẽ sắp xếp một ngày hôm đó với toàn những tác phẩm của nhạc sĩ đó thôi. Và hôm đó em cũng được báo là hôm nay mình sẽ thu âm với những tác phẩm của nhạc sĩ Hoài An. Đó, có một cái kỷ niệm của ngày hôm đó, đó là Dòng Sông Băng này, khi mà hát anh An hình như chưa kịp đặt tên nữa, nên là tụi em chỉ biết nhận bài và thu. Và cho đến khi anh Bình là trưởng nhóm của Cadillac trước đây, anh có nói với giọng là Dòng Sông Băng đã xong rồi sao băng, nó băng hay là nó xong. Là lúc đó là mọi người, cả anh Trường, anh Hoàng Tuấn và mọi người kêu vậy thì để hỏi gọi lại An, nhưng mà ngày hôm đó hình như là gọi hoài anh An không nghe máy. Vậy thì bây giờ nhân đây chủ nhân của ca khúc này cho tụi em hỏi là cái ca khúc Dòng Sông Băng này là cuối cùng là chốt tên và do ai đặt? Dòng Sông Băng là do anh đặt. Nhiều lúc khi mà nhạc sĩ viết xong á, có những cái bài thí dụ như Nếu Phơ Phai Ngày Mai, mình chưa có viết xong bài, mình đã biết chắc chắn tên ca khúc là Nếu Phơ Phai Ngày Mai rồi. Nhưng có những bài hát thì mình viết xong cuối cùng tới cái vấn đề nghĩ là đơn giản nhưng mà thực ra nó lại làm mình quá nhức đầu. Cái này đặt tên bài hát. Em bào chữa cho anh luôn, bào chữa mà đúng, thực sự là có những cái bài hát viết xong rất lâu mà không đặt được cái tựa luôn á. Vâng, như vậy thì cảm ơn chia sẻ của bạn. Lần đầu tiên nghe những câu chuyện này cũng khá là thú vị. Cứ tự nghĩ là cái chuyện đặt tên thì nó đơn giản, nhưng mà nó không phải như vậy đúng không ạ? Thưa quý vị, ngay bây giờ đây chúng ta sẽ đến với số điểm của những khách mời dành cho phần thể hiện của Huyền Candy. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, trên sân khấu của chúng ta là cuộc chiến của hai nữ thần mặt trời và nữ thần băng giá. Ai sẽ là người giành chiếc vé bước tiếp vào vòng tiếp theo phụ thuộc vào phần trăm điểm số của các khách mời cũng như là quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Chúng tôi xin mời quý vị khán giả sẽ giành những điểm số bình chọn. Vâng, đã xong ạ. Xin được cảm ơn quý vị khán giả. Thưa quý vị, chúng tôi xin được công bố phần trăm tổng số điểm bình chọn của hai ca sĩ Mandy Thanh Trúc và Huyền Candy. Đầu tiên sẽ là phần trăm số điểm bình chọn dành cho Mandy Thanh Trúc. Với tổng số điểm của ban giám khảo và khán giả đã dành cho Mandy, phần trăm tổng điểm bình chọn là 92%. Xin chúc mừng. Và bây giờ sẽ là kết quả của Huyền Candy. Thưa quý vị, và như vậy số điểm dành cho Huyền Candy là 97% tổng số điểm. Vâng, xin chúc mừng bạn. Đặc biệt trong ngày hôm nay, nếu như ca sĩ chúng ta nhận được tổng số điểm tuyệt đối từ ban giám khảo ở vòng thứ hai thì sẽ có một món quà dành riêng cho bạn. Và bạn Huyền Candy đã nhận được tổng số điểm tuyệt đối từ bình chọn của khách mời, nên bạn sẽ nhận ngay được một phần thưởng trị giá 50 triệu đồng. Xin chúc mừng bạn. Chúng ta sẽ đến với phần kêu gọi của Mandy Thanh Trúc. Sẽ gặp lại Huyền Candy sau ít phút nữa em nha. Thưa quý vị, Mandy Thanh Trúc cũng đã rất nỗ lực và cô ấy đã có phần rất là tỏa sáng trong đêm nay. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn một cái cơ hội để quay trở lại với chương trình nhờ vào sự kêu gọi của bạn. Mời bạn. Nếu như mà quý vị yêu thích phần biểu diễn của Mandy vừa rồi thì có thể truy cập vào YouTube của chương trình để xem video và bình chọn cho Mandy có cơ hội được quay lại với chương trình. Xin cảm ơn rất nhiều.
Cảm ơn Mandy rất nhiều, xin cảm ơn em. Thưa quý vị, với chương trình Sắc Màu Thời Gian, đây là một cơ hội chúng tôi rất trân quý, bởi vì chúng tôi được gặp gỡ với những người nhạc sĩ, những người đã âm thầm đằng sau câu chuyện của sân khấu ánh đèn để viết nên những tác phẩm rất hay, rất ý nghĩa. Và nhân đây cho phép chúng tôi xin được gửi lời tri ân trên sân khấu hai người nhạc sĩ khách mời tham dự chương trình này. Xin được mời lên sân khấu nhạc sĩ Hoài An và nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy. Thưa quý vị, chẳng mấy khi chúng tôi có cơ hội được gặp những người nhạc sĩ như thế này ở ngoài đời. Thế nên là chúng tôi cũng xin được mời các ca sĩ, những người mà có thể gọi là trực tiếp đưa cái sản phẩm ấy đến với công chúng, sẽ có đôi lời chia sẻ với những người nhạc sĩ. Xin mời nam ca sĩ Hồ Trung Dũng mời anh. Thực sự là Dũng cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được ngồi đây để nghe được bốn giọng hát rất là hay, thì còn được nghe lại rất nhiều ca khúc mà không phải chỉ Dũng, không phải tất cả khán giả ai cũng yêu mến những khúc này cả. Và đặc biệt là với anh Hoài An thì những bài hát của anh còn là giống như là với Khang vậy đó, còn gắn với lại những ngày đi học của em, thời cấp 3, thời đại học của em. Và vì thế khi được cảm nhận rằng là những bài hát này đến giờ này nó vẫn còn rất là đương đại, nó mang một cái màu mới và vẫn được mọi người rất là yêu quý, thì đây là một cái niềm vui cho tất cả những ai viết nhạc và làm nghệ thuật. Cảm ơn chương trình và cảm ơn hai nhạc sĩ có mặt ở đây hôm nay ạ. Chắc có lẽ nãy giờ thì cũng đã nói quá nhiều ở trong chương trình của mình rồi, thì cho phép Duy xin được nói một câu thôi. Duy cảm thấy là mình thực sự hôm nay rất là may mắn và vinh dự khi được có mặt ở trong chương trình này. Duy cảm thấy rất là hân hạnh khi mà những cái sản phẩm, những cái giá trị tinh thần của mình được tất cả mọi người rất là trân trọng. Tự nhiên mình cảm thấy mình là một con người rất là có giá trị, và những cái gì liên quan đến mình nó cũng có giá trị, chỉ vì đơn giản là mình được đặt vào một cái nơi thực sự rất là giá trị. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Dạ, xin mời nhạc sĩ Hoài An. An xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể ekip đã làm chương trình, đặc biệt là ban nhạc, những người anh, những người bạn đã cho mình một cái kỷ niệm rất là tuyệt vời trong cái cuộc đời làm nghề, được nghe lại những bài hát của mình và được nghe những bài hát của các đồng nghiệp. Không có gì tuyệt vời bằng, từ ngữ nó khó có thể diễn tả được. Em cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn nhạc sĩ Hoài An đã đến với chương trình. Cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng mời quay trở lại sân khấu. Nhạc sĩ Hoài An sẽ là người trao phần thưởng dành cho Huyền Kê Đi. Xin mời bạn. Và bây giờ xin mời nhạc sĩ Hoài An sẽ đại diện cho chương trình Sắc Màu Thời Gian sẽ gửi cái phần thưởng giải nhất của tuần này dành cho bà. Và đặc biệt là bạn sẽ nhận được phần thưởng 50 triệu đồng. Nhớ kiểm tra tài khoản Tinh Tinh nhé. Xin mời bà. Kính thưa quý vị, đời người được ghi dấu bằng những khoảnh khắc. Chúng ta sẽ có những khoảnh khắc không thể nào quên trong cuộc đời của mình. Và đối với chúng tôi, khoảnh khắc đó chính là sân khấu của Sắc Màu Thời Gian. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 20 giờ 30 phút mỗi thứ tư hàng tuần trên kênh VTV3. Xin cảm ơn nhạc sĩ Hoài An, nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy, ca sĩ Hồ Trung Dũng. Với chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Tôi là Nguyên Khang. Xin chào và hẹn gặp lại. Tuần sau, chúng ta sẽ đến với những tiết mục vô cùng hấp dẫn được trình diễn trên sân khấu hoành tráng nhất. Những ca khúc nổi tiếng nào sẽ được làm mới? Và người nhạc sĩ tài hoa nào sẽ xuất hiện trong chương trình? Chúng ta sẽ cùng đón xem chương trình Sắc Màu Thời Gian sẽ được phát sóng vào 20h30 thứ tư hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền Hình Việt Nam.